Chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay mình mua lỗ tai heo nè, với cắt rau nè, mình trộn gỏi với đu đủ. Còn nấm bột lưng này mình xào kho xả ớt. Kho xả ớt với tàu hũ. Nguyên thịt nạc thì mình bằm nấu canh với xà lách son. Rồi thì mình làm cái đủ mua dịch ngon quá. Đỏ dữ không? Vừa luôn rồi, mày thấy cái gì mà sao nó chưa ra da mà nó tím rồi xong rồi. Nằm cháo đủ vậy. Cái đó trộn gỏi nhìn cái màu đẹp. Hà Sứ xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Cái rau ngày ít có lắm. Ngày ít. Hai ba ngày có người nó đặt thêm ra bán cho bà bảy thì nửa ký cho lại. Lúa anh ta xả. Ít không có nhiều. Lạ tới thì không. Mình nhóm lửa ra để luộc tai heo. Cái lạ kìa. Lột lỗ tai heo chứ. Rồi tí xíu muối vô. Mình nấu cho mấy gạo. Làm gì đó. Chào chú không? Chào đi. Xin chào nè. Chào bà cô chú. Đi. Đàng hoàng ấy nè. Chào đi cho lụm nha. Chào. Chào gì vậy? Chào sao nữa? Hả? Lụm con đây hả? Ướt em mà hả? Cho em ăn cơm chưa? Em ăn cơm rồi. No hả? Nấm này giờ mình ngâm muối cho nó bớt cái mùi hôi của nấm này. Muối với chanh. Giờ mình ướp thịt bằm nè, cho hạt nêm với muối tiêu vô. Chị muối vô. Trộn lên. Mày dắt lên cái mày nữa bye bye con. Bye bye nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Xíu về nha. Thôi khỏi đóng đi. Con đóng mà không vô luôn á. Khỏi đóng luôn. Chào các bạn. Cô chú nó lớn lên. Nó lớn lên ông bà mới nghe. Chào, giơ tay lên chào. Tới đây giơ tay lên con chào ông bà cô chú lớn lên. Nói. Ngứa à, hả? Quên rồi hả? Hả? Quên bài hả con? Ông bà cô chú. Con nói dễ xíu rồi ông bà không có nghe, nó lớn lên mới được. Bye bye nha. Đây đây. Dạ lên móc quay. Từ từ để té con. Không cần thuốc gì nhiều á, làm có ngon ngày nâu gì đó. Sao nó son ngày ghẻ. Đi làm mua mẹ kêu áo cho Lâm. Rồi nói vậy là vậy đó.
sả lá son này cũng có hai loại, cái loại cái cọng nó nhỏ nhỏ, lá nhỏ. Cọng nhỏ, cọng nhỏ. Cọng bự này mình đang là cọng Mỹ thôi. Của Đà Lạt. Đà Lạt có cọng bự như vậy. Mình đang nhỏ. Bây giờ ở đây mình cũng trồng không chứ đâu Đà Lạt đâu. Giống Đà Lạt thôi nhưng mà mình vẫn trồng đây được. Đâu bó có 8.000 Đà Lạt làm gì đây? Đây chắc bó 12. Nó chắc 12. Đây là Vĩnh Long bán nhóc á. Là vô mùa rồi. Còn nghịch mùa bó chút xíu 25.000. Hồi đất nào mình mua đó. Mua tưởng là tính tiền lộn không chứ hỏi là 25.000. Mùa nó không có nó mất. Mất tại dưa leo mắc nha. 20.000 cái. Cái tép một cây nó chín tép đang mình trộn gỏi. Rồi mình rang cho nó chín thôi. Mấy hạt lim vô vừa ăn rồi. Bếp mình gan nó chín rồi, mình tắt bếp. Nấm bào ngư này đợt trước không có bán luôn, do mùa lại. Đúng là nhiều á. Đợt trước kiếm mua mà Vĩnh Long không có bán. Để cái nào lên đi chung. Bắt nước nấu canh đi. Dầu mình nấu rồi mình cho đậu hũ vô mình chiên. Phải được đu đủ thái đỏ dữ. Đu đủ này đu đủ thường mình. Muốn thấy hộp mà chưa luôn. Này nó mới dịch vậy nè, trộn gỏi nó giòn nó chín quá thì nó hết giòn. Nó sạch bào. Giờ mình cho thêm vô. Để mình nấu canh. Xào sớt mình chiên chắc không ngon là chiên nó ngon vừa ăn cho nấm vô. Chắc vậy quá. Cái nó bén hơn cái kia. Kia nó hơi chất chết. Giờ mình nóng rồi thì mình cho tỏi với xả vô. Mình xào xả ớt. Thank you.
Lần lâu ăn món này chứ ngon. Mình cho đường vô trong cái nước chanh. Mình đường với muối với miếng nước mắm. Giờ mình để vô trong đường ngủ mình chụm gỏi. Chọn mình ăn liền luôn. Mình làm nước mắm là nước mắm sẵn chua ngọt các mình ăn cái mình chan vô nữa đó. Này mình trộn sẵn luôn. Cho lá tay vô. Lá tay heo. Cho tép vô. Giờ mình múc canh ra ăn cơm. Hủ kho với nấm bầu ngư, kho xả ớt. Lâu quá. Lỗ tai với tép thôi hả? Ừ, lỗ tai với tép. Tép mua, tép gông người ta đặt đúng nè. Tép gông, tép gông. Rồi cơm thôi, mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Nói chung mời con chú chị bạn ăn cơm gia đình của chung nha. Gỏi ngon lắm đó. Không ăn đâu. Tép gông. Ngon lắm á. Cho bà Út luôn. Ê, mình xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cơm gia đình mình nha. Ba. Thôi. Con mời ông bà cô chú ăn cơm đi. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Con nói là sao? Nói thì con mời ông bà cô chú. Nhìn dài quá. Nguyên câu dài quá sao nói được. Sao con nói là ông bà mâm. Nói là hỏi ăn cơm. Ông bà ăn cơm hả? Ông bà ăn cơm. Nói lớn rồi. Nói lớn rồi mới được. Nói lớn rồi ông bà mới nghe. Ông bà ăn cơm. Có món xào chay nữa hả? Ăn canh nha. Chay mặn gì cũng được. Nên lo món này nó ngon. Thảo xả ớt. Ăn ngủ rồi. Canh này cho em miếng canh vô nha. Thôi ăn. Bà Út ơi. Ơi. Mẹ. Qua ăn đi. Mâm đi. Ơi. Ăn gỏi cơm. Sao vậy? Chút cặp thịt vô nha. Thịt nhủi thì cặp. Sao vậy? Nằm con hiêu vậy. Mày nghĩ gì vậy? Mày nghĩ gì vậy? Làm giỏi lắm rồi. Xà lách xong gà ghẻ hả nè? Ừ. Trước mỗi này 2 bóp 15 ngàn. Đúng rồi. Bữa bình thôi 5 ngàn bóp. Cơm miếng nữa. Ngon không? Con ăn tàu hủ không? Nãy ăn tàu hủ không? Con ăn tàu hủ không? Ừ. Nhịn cái mũi thôi. Giờ á. Ở cay lắm hả? Ở trong chén. Đó, đó đó. Rồi đổ cái chén cơm giờ. Đổ còn đụng tay nó cay. Có cay vậy. Mẹ ăn ngót cay. Ăn ngon. Con biết ăn nước không? Có người đi học hả nhà? Nó nhỏ đang dẻ, đang chiều mập thì con chưa ăn cơm. Nó ăn bánh mì.
ăn cơm luôn anh. Hồi nãy em bé của ai? Mẹ bà chín ngủ rồi hả? Con ngủ. Này giờ à, no hay gì mà nhơi đây. Ừ. Gà chưa ăn đâu. Ăn xương gạo không? Bứt cơm ăn đi con, bứt cơm ăn đi. Bứt cơm chứ. Này nhơi rồi nè. Đậu lắm cơm lúc đó mà. Chưa đói à, hả? Cái muỗng bứt cơm nó dính cơm nó lại ra. Vậy á. Má nó ăn một chiếu à. Gớm đỏ nó bị con mỹ rồi. Tao ăn. Vậy mà cầm nguyên ngổ cạp cái. Cạp cái rồi. Không ăn ngủ không à? Cái mềm của nó ngủ không được. Đưa nó không ăn. Dạ ăn bà chú. Mời bà chú. Bây giờ mới chào ông bà con chú. Ông có ông con kêu. Đi chào bà con chú hả? Ông thấy giờ nó kêu cỡ nào cũng nói. Con chào ông chú. Chào đi. Chào đi cha để máy đâu chào đi. Bye bye. Cha đang quay á. Mới ra. Ờ cha mở rồi, mở rồi. Hả? Mở ông bà con chú. Mới mở ra cho nó thấy được màn hình đó không có thấy chạy cũng chạy á mở ra bắt ra cầm á gọi quay rồi đó cầm không chịu rồi con chào bà của chú đi mở ra nè con không chào ông Hồng với chú ba dành vậy con chào rồi để rồi nữa xuống con chào đi chào giỏi đi chào chào bà của chú chú gì đó hả? Mình giàu có cười không? Cười nhắc mình đó. Ừ, rồi, rồi, đấu quá rồi. Chú muốn cơm ăn cho chồng bà con chú thấy mà. Rồi con múc ăn giỏi này cho bà con chú khen con giỏi đi. Ầm vô, rồi múc cơm ầm á. Đâu con múc ầm đi. Múc ầm á. Cho bà con chú khen nó gạo giỏi đó. Nó gạo giỏi đó tụi chú ơi. Cơm luôn. Giỏi quá. Để đũa mua món đâu xài đó. Xài được rồi. Ta ngựa lớn nhấp đầu ngựa chứ dễ lắc á đó năm mấy rồi mua đủ gì mua tập cấp á tập ăn tập cấp không phải lắm cứ dính lại lên ta gấp giỏi rồi mua tập ăn luôn gấp giỏi nhốt mà không còn rồi đó đi giỏi nhốt thì ăn không đi giỏi rồi không giỏi ăn không cái chiều không ngon ăn vô mẹ mới cho ăn thịt chú xin đen quá xin đen ăn miếng rồi ăn miếng rồi kìa ông bà cô chú đang coi con kìa khóc là xấu lắm á ăn giỏi đi ăn miếng đi tôi quắt luôn miếng thôi miếng ăn đi hồi hồi cho ăn xuyên sáo ngon quá vậy thịt á quá đã luôn mới ăn thịt luôn hả gần ngoan á ổn thương à miếng à ầm vô đây rồi mềm mày cho cặp thịt nè miếng rồi quá hết thương luôn bỏ gạo luôn dạ vậy nó vào chín quá hết rồi chín quá mày